Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Zengo, kênh YouTube chuyên về travel, food and experience. Lâu lắm rồi tôi mới nói câu này đó. Hôm nay Zen đi ăn ở The Rinken Pot. Wow, giữ xe miễn phí, xe hơi, xe máy. Mở cửa lúc 11 giờ sáng và đóng cửa lúc 11 giờ đêm. Uống cho chị mấy cái nước lẩu này. Dạ. Nước lẩu, bên em có 4 loại. Nước này là nước sa tay, được, là nó có vị béo của nước cốt dừa và nước đậu phộng. Còn cái này là tứ xuyên là cay nhất. Còn cái này lẩu bò cải chua là sẽ cay vừa vừa. Còn cái này collagen là được từ xương nhưng nó sẽ không cay. Ê, mi cảm mày ăn này đi. Ăn này đổ mồ hôi này đúng không? 4 ngăn, 4 ngăn là mỗi ngăn một loại đúng không? Hai các bạn sở dĩ hôm nay được thoải mái hai người đi ăn như vậy là tại vì có bà nội lên giữ bé Búc, cho nên là Zen với Bu Mì mới có dịp đi review. Đó, hồi nãy là đây, voi mới vừa vô cho nên là hết thẻ, giờ quay lại voi. Đáng lẽ là có với voi một cái clip ở chỗ mà voi ở, đúng rồi, nhưng mà đợt đó là quay xong cái dịch kéo đến cái mấy cái quán đó cũng dẹp luôn, cho nên là cái clip đó không có được dựng luôn, nên hôm nay nhân mà dẹp luôn, đúng rồi, hồi nay nhìn giống Harry Won vậy. Không, cái kiểu tóc á, kiểu lưa thưa vậy nè. Trong cuộc đời đi ăn lẩu của tôi chưa bao giờ tôi đi ăn. À đúng rồi nè, bu mì nè. Chưa bao giờ tôi đi ăn lẩu mà lúc 3 giờ chiều hết. Đó. Đây, nhân vật này đang bệnh cảm sốt. Sau đó là cái lướt lướt, kiếm một cái gì đó nóng nóng ăn cho giải cảm. Đó là thế là... Nó có giải cảm rồi. Xin vô. Khung hình cho thấy cái mặt heo mày chứ đâu, giờ này ốm quá trời ốm luôn, đẻ xong ốm quá trời ốm luôn. À, sau khi sinh á thì con người ta có những cái chứng mà hoang tưởng đó các bạn, nói chung là giống như chơi một cái liều thuốc ma tí, mình tưởng tượng hơi tào lao, nó đừng có nghe ốm như con heo. Rồi quay trở lại những gì đến tại sao phải tới đây ăn, tụi mình tới đây ăn thì đó lý do là bà này bệnh, cái xong để kiếm cái gì đó nóng nóng ăn đó, mà ngay cái mùa biết kiếm lắm. Mà cái quán này á, thật sự là các bạn thấy nãy giờ những cái khung cảnh ở đây thì nó cũng rất là sang chảnh ha. Là tại vì tới đây là tại vì nó đang được giảm 20% nó mới dám tới. Là 359 giảm 20%, còn 287. Với sẵn dịp là do có tặng cho mình cái dép á. Nè, cái xong rồi cái cũng mời do đi ăn luôn. Đi ăn chia tiền cho nó đỡ. Đừng như hai đứa vô đây ăn buồn không? Lâu lâu làm vlog mà không có gì nói, nhưng hai đứa nói chuyện thì nó cũng buồn. Chứ là cái phong cách của Zen là phải có người tương tác đồ, cho nên là rủ thêm voi. Nhiều ý kiến cho nó ra chị. Đúng, chính xác. Em chỉ tập trung ăn thôi à. Không, đi ăn là phải nhận xét. Ủa vậy hả? Ừ. Thôi tao qua bàn khác thôi rồi. Hồi nãy chỉ là menu của buffet thôi, còn bây giờ là menu gọi món nè, rất là phong phú. Lật nghe kìa. Nhìn cũng hấp dẫn quá ha, sashimi. Trời ơi. Nhìn sao đẹp quá vậy? Ừ. Mà ông ăn có được đâu. À. Trời ơi má ơi, món gì chữ mốt dữ vậy trời. Đúng rồi, sashimi mà. Gì món gì nhìn kinh nha. Trời ơi. Ăn hủ tiếu gõ 30 mấy năm nay giờ vô đây ăn thấy choáng ngợp quá. Okay. Trời ơi, cô nhìn hấp dẫn ghê chưa? Cua sốt chín muối. Súp nè, có mấy loại súp vị cá. Này là nước lẩu. Ý là nếu mà mình ăn buffet thì mình chỉ được chọn 4 loại nước lẩu như hồi nãy mấy bạn thấy á. Nhưng mà còn nếu mà ăn a la carte thì nó sẽ có những cái nước lẩu khác. Có những loại nước lẩu khác. Lẩu quý phi, 4 ngăn không biết sao 4 ngăn gọi là lẩu quý phi được. Nè, lẩu quý phi 4 ngăn. Lẩu sông thủy, nạm bò, lẩu tôm hùm nè. Ủa, có một triệu mấy à. Ủa má giàu quá hơn chị mấy à. Không, ý là bữa coi review á, nó nói lẩu tôm hùm là 2 triệu. Vậy hả? Ừ. Chỉ sao vậy ông nội?
cái nước lẩu bình thường thì rẻ, có cái lẩu tôm hùm đó là mắc nhất. Tôm hùm mà nói chung là cái thằng làm chụp hình cho menu này đẹp nhìn bắt mắt. Nhìn bắt mắt, chị ra cũng đẹp mà. Thiết kế nữa nhiều ghê. Thiết kế như vậy mới gọi là thiết kế chứ. Hẹn luôn. Nếu mà ăn à la carte thì nhiều món hơn. Còn buffet thì chỉ dầm dầm thôi. Mình dùng nước tắm cay không hay là cay? Cay, làm nó cay quá không em? Dạ nó không cay. Ok, chị lấy cay. Nước suối nha. Ba chai nước suối. Dạ, ba chai nước suối. Cái viên này nhìn ngon dữ vậy. Mà mắc quá. 118.000 4 cục trời ơi. Lỡ nó để vậy thôi nhiều khi nhiều ha. Cái này 4. À không, cái này nó chụp hình nhiều quá nên để 4 viên. Rau củ quả chụp nhìn cũng bắt mắt ghê. Mì gói nhìn đẹp nữa. Cháo nữa nè. Nước chấm. Mình nước đường pha pha giống vậy. Ở Việt Nam mình nó không có mix lại giống vậy. Lần đầu tiên ăn ở Việt Nam mình nó vậy. Do nói là do đi Trung Quốc rồi. Và Joy cũng đang ở Việt Nam. Và đây là lần đầu tiên Joy thấy ở Việt Nam có nước chấm như vậy. Lần đầu tiên em đi ăn ở... Nhưng mà em biết cái gì trong đó không? Em không biết. Thì cũng ba cái xì dầu nước tương chứ cái gì đâu. Nhưng mà em đi người ta pha cho em sẵn rồi, em nhiều quá không biết cái nào ngon dở hết. Uh-huh. Ok. Cay quá hả? Mà cái cua em ăn cay có nhiều không? Em ăn được. Được á, mày thử coi. Thôi nếm thử đi, cái bánh tráng ngon quá. Nhớ cái bánh tráng liều cay. Vậy là nhân viên lừa đảo mình. Đỡ tốn chỗ thật sự luôn á. Không, cái đó ý kiến cá nhân thôi. Không, quán để sao thì tùy quán, ý kiến cá nhân của anh mà. Da cá hả? Thưa các bạn, Bu Mì vừa nói một câu mà tôi thấy rất là chí lý. Ủa sao nó mờ rồi? Rồi nó rõ là rồi đó. Không biết có ngon hay không nhưng mà thấy bị áp đảo bởi hình ảnh đặt vô mặt bớp. Mắt cái nò đó. Đúng rồi, xuất sắc quá. Vậy là thành công rồi đúng không? Ý là dọn ra mà khiến như người ta nhìn ta hứng thú, ta muốn ăn rồi. Cái gì em? Lá sắc bò đen. Bò đen. Hình là nó cuộn, còn ở đây là nó luôn. Nhớ luôn hả? Lá sắt đó, lá sắt ăn cá lấu đó, nhớ không? Không nhớ. Có phải là nồi dẻ không? Khăn long không? Khăn long đúng không? Nồi dẻ khăn long gì đó. Ngon mà. Ủa là sao? Ăn thử mấy món gì? Mấy món này ăn rồi nè. Mấy món này ăn rồi. Người ta mới bưng ra nên ăn rồi. Ăn được rồi. Rồi ăn thử đi. Ăn thử đi. Né. Để gặp lẩu rồi bà nội. Nhưng mà bà gấp thì cô đó cũng được. Thôi Dâu nhận xét trước đi nè. Trời ơi.
uống được nữa. Nó tăng, ở đây không có gì. Ồ. Nó không có bị tăng như cái ba đống gói. Các bạn mua ở sao mày? Không có bị tăng. Ồ, lẩu lên đây. Ừ em ơi, nếu được mà anh xin em nhỏ nhỏ nhạc xuống tí xíu á. À dạ được. Ừ, okay. À, mình đợi tầm 5 phút á, khói tan lẩu xôi mình để dùng đồ ăn nha. Ừ. Riêng cái lối khách này á, khi mà mình đợi lẩu xôi á, mình ăn tới đâu mình dưỡng cái lối giúp em nha. À, dạ. À. Em chúc anh chị ngon miệng. À. À. Không, anh hỏi cái gì khó dữ vậy? À, cái này là khói đặc trưng bên nhà hàng em. À, khói đặc trưng hả? Tưởng natri. Natri lỏng. Đúng không, natri lỏng? Ủa vậy hả? Tao nhớ cái gì lỏng á, nó sẽ khói rồi. Ê mày khó. Đừng có đồ quá, anh mình năm lớp 9 là thi 10 điểm nha. Em ném rớt luôn hả, anh đừng hỏi em nữa. Em cũng vậy luôn á. Học cô Thanh Hóa thì thôi chứ. Giờ có thể hết được à? Giờ còn bánh nô đùa. Em là tiên trên trời. Hai bạn nằm ăn cái quán này rồi đó, cho Zen biết cái ý kiến đi. Cái mùi khói này Zen nghe rất là thơm sữa. Mày nghe gì không? Ngạt mũi. Ờ đúng rồi, bà này đang cảm ngạt mũi. Thật sự thì có thể cầm được khói luôn nè các bạn. Hơi hơi lạnh lạnh nha. Zen sẽ thử ăn da cá chấm với cái này, nước chấm hả? Nước chấm sẽ thử. Cũng được. Ừ, nhưng mà đúng thiệt nha, cái hậu của cái ớt á, nó thuộc dạng cái hậu nồng. Các bạn có thể hiểu một cách nôm na là như vậy, uống một cái ly rượu vô nó rất là dễ uống, nhưng mà khi uống xong rồi á, cái hậu của nó lại bốc lên. Đúng rồi. À, mà cái này là cay ha, mà cay thì được rồi. Đây là nồi lẩu của chúng ta sau khi đã tan hết khói. Hơi lỏng cộng chút, các bạn không cảm. Ơi. Mà em chia sẻ với anh cái nước chấm này là cái gì rồi không? Nước tương, nước xì dầu hay là nước gì? Dạ, ở trong đây nó sẽ có nước xì dầu, tương mè với lại đậu phộng. À. Tỏi xay, tỏi phi. Tỏi phi. Mình... À. Nếu mà cây thì sẽ có số XO với lại sa tế. À, ok. Với lại oxy. Ừ, mè. Cái nghịch lý của cái chuyện nước chấm này là gì nè? Không cay nó chấm cái không cay nó lại không ngon. Mà chấm cái cay nó lại ngon. Nó ra nó sốt XO. Nó thiệt luôn á. Anh sai miếng nữa. Ác thiệt. Để mình pha. Chở này qua xíu. Mình không biết là Zen đi tới bao nhiêu đoạn đường rồi, nhưng mà Zen nhắm chắc cũng chỉ mới 1/3 thôi. Đại loại là nó ngon rất là ngon nha các bạn. Bụi mình thấy sao? Mà không mẹ á. Mà không cút luôn. Ờ, cứ Mắc ăn rồi. Ý kiến quá sâu sắc. Ý kiến quá sâu sắc. Để lại nhiều ấn tượng. Ngon ngon ngon. Đúng rồi. Thật ra với cái tầm giá đó mà chất lượng như vậy hồi nãy dôi với Bu Mì có bàn nhau cái giá ở một cái quán lẩu khác.
cũng là dạng buffet, nhưng mà so với cái mức giá mà đang khuyến mãi như vậy nè, ở cái quán lẩu đó đó, đây vẫn còn mắc hơn. nhưng mà nó ngon đó, mắc hơn chút xíu mà nó ngon đó. Quán kia nãy nói nhiêu? 229, còn đây là 287. 259 giảm 20% ở 287 đúng không nè. Đó, kiểu vậy. Đi ăn 3 giờ trưa giống mình á. Ừ, 3 giờ trưa thì uống. Muốn tiết kiệm mà phải vậy thôi. 1 giờ tới 17 giờ. Giảm giá từ 10 giờ 17 giờ. 10 giờ tới 17 giờ. Hết tháng này hả? Hết tháng tháng 9 năm 2020. Tôi không biết cái clip này khi nào lên nè. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng làm sớm. Trước ba muốn chết. Lại bận quá. Tối ngày nó chăm con cái rồi tùm đùm đờ đờ. Gặp cái con này nó hay nhõng nhẽo nữa. Con này nè. Tao đang nói mày á. Tại nào cũng có một thanh niên nghiêm túc vào. Dê nè, đừng có gọi vợ mày tao như vậy, nó không có hay. Nó nãy nghề nữa đó. Ngưng nghề lại đây nè. Ừ. Mới hát xì á bạn, chứng tỏ là tôi cảm thiệt chứ không phải là tôi nói giỡn kiếm cớ. Ừ, cảm thiệt mà. Trời ơi, còn có một tí nữa đây thôi. Trời gì vậy? Ôi, tội nghiệp quá. Giờ chỉ còn có một tiếng nữa để ăn thôi. Do vừa mới bày tỏ cảm xúc. Tại vì do chuẩn bị phải đi. Ê, tụi tao ngồi đây tao ăn. Xong thì đi xong cái mày quay lại mày ăn tiếp. 9 giờ đến 3 giờ. Ủa vậy hả? Nó có giới hạn thời gian hả? Chính không? Có mấy quán nó giới hạn 2 tiếng rồi đi ra. Ai? Quán nào? Không nhớ, nhưng mà ăn buffet là ăn 2 tiếng rồi đi ra. Có quán nó áp lực. Ừ, đúng rồi, áp lực thời gian. Nội vô chào hỏi, ơi giờ khỏe không? Giờ này sao rồi? Bạn cũng mà gấp gáp á. Ừ. Nãy giờ quên bỏ giá, bỏ năm. Nằm chị thiếu ra. Bỏ kia nữa cho, cho ăn. Cũng gần xong rồi, nãy do chấm mấy điểm. Thang điểm tổng quan. Để ngoài gì nhiêu? 5 điểm. Ủa sao vậy? Không có tuyệt vời mà. 2 điểm 5 điểm 10. Đang thấm chấm thằng điểm 10 mà nói. 10 hả? 10 điểm. Ủa đó đơn giản quá ha. Thằng điểm 5 thì 5 điểm, thằng điểm 10 thì 10 điểm, thằng điểm 100 thì 100 điểm. Giá như vậy thì cái mức này là vừa rồi. Hợp lý đúng không? Về chất lượng. Giá giảm chứ. 300 mấy nó mà để giá gốc cũng 300 mấy cũng tức là 300 mấy mà Joy vẫn happy. Joy vẫn ăn ở đây một cách happy, cũng sẵn sàng chi đúng không? Ờ ấy là vậy đó. Tại cái sức ăn không được nhiều thôi chứ. À sức ăn của Joy không có được nhiều đó các bạn. Ừ đúng rồi. Đúng rồi, nghiệp lắm. Đây là phần xâm bổ lượng. Nếu tôi nói các bạn cũng không biết đâu, sẽ nghĩ là toàn là chén chè. Sao? Sao vụ gì? Nhưng mà được ăn thêm mà. Ừ. Này là miễn. À, nhãn nhục kìa. Ừ. Có cái cục này mới thích ăn rồi. À. Cái này tên gì quên rồi, nhưng mà cũng không ngọt lắm. À, đây là trái cây 4 mùa. 4 mùa là mùa nào thì trái đó. À. Mùa này đâu có trái đâu. Ừ, ok. Sao? Tổng quan lại thì cái chén này thấy sao? Nó thấy ngon, ok. Hương biển giòn. Nhưng mà không ngọt hết. Sao? Ừ, ổn. Trong bữa lượng mà khó dở lắm. Ổng dám đâu có nhiều chỗ một ngày. Ngọt mà theo cái kiểu như đường thích học và ăn bê. Hay các bạn. Ở đây sau khi mà các bạn kêu tính tiền á, thì ngoài cái giá tiền ra đó, còn có một cái phiếu đánh giá đây. Tự nhiên nó lấy nét ở bên mặt con mẹ bu mì tự kỳ cục ghê nha. Đây gọi là
cái giá, ủa cái giá sao ghi bằng mực tại vì nó phiếu về phiếu tạm tính mà nó ghi tiền cho mình để mình biết à, ghi tiền nó nhắn mình biết luôn biết mình nhắn ờ đấy thì ba người là 1.056.660 đồng, rất là chi tiết từng con số mà sao tôi không biết là sao nó lẻ vậy nữa. VAT à, VAT giờ kiếm đâu ra 660 đồng nữa rồi. Là những cái người mà thể hiện cái sự đẳng cấp và sang trọng là cho chẳng luôn chứ kiếm được bao nhiêu có đâu, tao quẹt thẻ không à, quẹt thẻ hả? Ừ ok rồi. Trước khi mà đánh cái đánh giá này á thì Trinh có một vài nhận xét như sau. Ổn, rất là ổn, tại vì từ đồ ăn thức uống cho tới phong cách phục vụ vân vân và vân đều rất là ổn, do là đi vào buổi trưa nữa cho nên cái không gian cũng rất là thoáng thoải mái, không có đông đúc. Ừ, giờ cao điểm thì không biết sao đấy. Do thì chấm 10/10, còn bố mẹ à, do feedback là nhà vệ sinh rất là ok, kiến everywhere, rất là thích hợp chơi selfie của mấy đứa con gái. Ừ. Của mày sao? À, vô đây ăn là đẹp gái rồi. 8/10. Bộ mì 8/10. Cao quá. Nhưng mà Gen chắc cũng cỡ vậy. Tại vì lâu lắm rồi mới ăn ở một cái nơi có không gian sang chảnh nè. Rồi cái chất lượng thức ăn cũng ok. Nói chung là ổn mà. Ừ. Phẩm đấy là khi mà xuất sắc là không có nổi mà xuất sắc, nhưng mà mọi thứ nó đều ổn. Ăn xong vui vẻ cho người là ok đúng không? Ừ, đúng rồi. Không có gì làm cho mình bực mình. Bạn đã ghé ở đây ăn thử chưa? Cái chi nhánh của Gen là 4A Cao Thắng, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà ghé ăn rồi thì comment cho Gen biết cái ý kiến của mình nha. Còn mấy anh chị em bạn bè cô dì chú bác nào mà chưa ăn thì có thể đến đây trải nghiệm một lần thử. Có thể rủ nhà em mình nữa. Yeah, đúng. Nói về ăn tôi rất là nhiệt tình, lâu lắm rồi mới được đi làm clip. Ở đây nó có một cái bảng đánh giá rất là chi tiết. Chất lượng thức ăn, hương vị tươi, hình thức món ăn, giá tiền, dịch vụ thân thiện, chu đáo, tốc độ phục vụ, tác phong nhân viên vân 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 vân. Yeah. Mình sẽ đánh vô đây. Ủa xong rồi, thôi kết clip chưa? À, kết rồi. Ừ, bye bye. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip gần đây nhất có thể. Hy vọng là sẽ được đi ăn tiếp để review cho các bạn. Lâu rồi mới lên clip đúng không? Ừ. Từ lúc có bầu đến giờ. Đang chờ đợi cái đứa con ở nhà nó lớn lên nó biết nói gì. Này bắt tay tụi ấp thôi. Bị hoang tưởng, nó đẻ xong có hoang tưởng. Sẵn đây Gen sẽ chia sẻ với mọi người một cái comment mà Gen nhận được rất nhiều từ lúc mà Gen làm clip tới bây giờ. Gần như là nó không, thật ra là cũng không nhiều lắm. Nhưng mà cứ nó cứ lai rai cái kiểu là một tháng có một đứa comment vô bảo không, nó comment theo cái kiểu sốc lắm cho nên tao sẽ kêu nó bằng đứa đó. Nó vô nó bảo là mày quay đâu ăn thôi, mày đừng quay mặt mày. Ủa tao thích, trời ơi, cái kênh này là kênh của tao. Tao ăn thịt, ăn là phải sao các bạn, review á, thật tâm á, không phải là thật tâm mà muốn diễn tả được cái cảm xúc của mình khi mà mình tiếp xúc cái món đồ ăn á thì phải quay cái mặt của mình kèm theo cái món đồ ăn. Trời ơi, nó đang cay nè. Đó, quay ăn không có nghiệp, đâu có biểu cảm được cái chuyện đó. Đúng rồi, sân chơi của anh, kênh này kênh của anh muốn quay gì là anh quay nha, miễn ý kiến không coi biết. Từ nãy giờ ông nghiệp đúng nhở, từ lúc bắt đầu có làm như lâu lắm mà ông không tìm yêu được ông nghiệp đúng không, hôm nay ông hả có cái nó cắm được cái gì không. Nói chung là sorry các viewer, các anh chị em, cô dì chú bác mà yêu mến Gen, lâu lâu quay lại lại quá nhiều cái tiêu cực trong những cái comment, nhưng mà kiểu tôi tức thì tôi phải nói thôi, đúng không?